Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng sức dầu gió cho bệnh ung thư Ngày 30 tháng 12, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài Án chồng án, đảng vẫn không chịu nhận lỗi Tác giả nhận xét năm 2023 khép lại Nhưng các trùm cuối của kích test Việt Á, chuyển bày giải cứu và nhiều vụ án khác thì vẫn bình an vô sự Đảng ghi vào sự đảng là màn vạch áo cho người xem lưng trong các cáo buộc sinh tử giữa Hưng Tuấn, Hằng và cuối cùng là vụ quay xe hoạn mục của Hoàng Văn Hưng. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD, hơn 18,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền 1,8 triệu USD bị can Hằng nói là đã đưa cho cựu phó giám đốc công an Hà Nội để chạy án, hiện nằm ở đâu vẫn là một bí ẩn. Theo tác giả, giật gần hơn ở vụ kích test Việt Á không phải là phán quyết của tòa, mà chừng nào Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm còn chưa công bố kẻ nắm giữ 80% cổ phần công ty Việt Á là ai hay thân nhân của ai trong cung đình nhà sản. Trùm cuối Việt Á vẫn đâu đó và mãi mãi có thể là bí mật công khai. Hình ảnh bài trên blog Hoàng Trường VOA. Những bí mật công khai này đã không được Tòa án Quân sự Hà Nội đề cập suốt trong 3 ngày xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và Học viện Quân y. Tác giả bình luận đằng sau các vụ đại án dường như thấp thoáng một tổng đạo diễn vô hình chỉ huy các dây chuyền tham nhũng ở Việt Nam xảy ra giữa dịch giả Covid-19. Đó là những kịch bản giống nhau đến kỳ lạ giữa chuyến bay giải cứu và kích test Việt Á. Đó là trong hai đại án này kéo theo hàng trăm cán bộ trung cao cấp của đảng xuống bùn đen đều là những doanh nghiệp nhỏ, hầu như vô danh nhưng lại được chọn để thực thi chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Tác giả cho rằng, theo dõi các quá trình hình thành giai cấp mới, tức là tầng lớp quan liêu, được hưởng các đặc quyền đặc lợi của đảng Cộng sản, thì chúng ta mới thấu hiểu được những gì đang diễn ra ở ngay trên chính mảnh đất nơi chúng ta hàng ngày sinh sống. Tác giả đề cập đến phiên họp ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại đây, ông Trọng lưu ý về việc chậm chạp đưa các vụ án ra tòa đồng thời ông yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường hợp đồng tác chiến hiệu quả hơn chứ đừng cua cậy càng cá cậy vay hay sư nói sư phải vải nói vải hay lời tự bạch của ông tổng tại phiên họp của thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tác giả nhận định mấy lời tự bạch của ông tổng cho thấy các mối liên hệ chằng chịch giữa các nhóm lợi ích trong đảng và nhà nước đặc biệt là mối liên hệ giữa các tập đoàn và các công ty là sân sâu của các quan chức trong bộ máy với nhau. Vẫn theo tác giả, không phải đến bây giờ cả xã hội mới nhận thức được nhiều đại án, trung án và tiểu án thực chất là tập hợp của các trò ăn của dân không chừa một thứ gì. Tác giả dẫn nhận xét của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Phương Duy, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng diễn biến tại các phiên tòa đều mang tính chất khôi hài, các bị cáo đứng trước vành móng ngựa mà cứ như thể vẫn đang là quan chức. Những cách phát ngôn kiểu miệng nhà quan có gan có thép cũng là một minh chứng. Tác giả dẫn Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cho thấy toàn bộ dây chuyện tham nhũng đã được chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu và định hướng, được thiết kế rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo quy trình pháp lý, cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông chính thống. Với tính chất, quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một giai đoạn mới có tính chất hoàn toàn khác là lũng đoạn nhà nước. Tác giả kết luận với một con bệnh ung thư như thế mà đảng chỉ sức dầu gió thì kể cũng lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Đảng sức dầu gió cho bệnh ung thư. trong rừng củi ông tổng là củi đại thụ vụ án việt á sắp xét xử ngoài phan quốc việt được cho là người đứng đầu việt á còn hai nhân vật lớn khác trong chính quyền là ông chu ngọc anh cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ và ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế những quan chức khác được cho là tha hóa vì bị phan quốc việt hối lộ mua chuột. thông thường thì đảng cộng sản đổ lỗi cho những doanh nghiệp làm tha hóa cán bộ đảng Họ không chịu nhìn nhận vào gốc rễ vấn đề, đó là thể chế. Ở khóa 13, nhân sự ông Trọng chọn toàn thành củi, giờ ông lại tiếp tục làm trưởng ban nhân sự khóa 14. Nếu bộ máy chính quyền không tạo ra luật ngầm, chơi bẩn, buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo, thì doanh nghiệp nào lại muốn mang tiền đi hối lộ quan chức? Bởi một khi đã hối lộ thì rất dễ rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Đã mất tiền mà sai lại chồng sai, thậm chí còn có nguy cơ rơi vào vòng lao lý hoặc bị những thế lực đen tối chi phối cho nên đổ lỗi cho doanh nghiệp làm tha hóa cán bộ là nhận thức sai cái sai cơ bản từ đảng cộng sản mà ra nếu nhìn thấy cái sai từ ngọn tức là sai của doanh nghiệp thì chỉ thấy được một vài doanh nghiệp đã bị lộ còn nếu nhìn được cái sai từ gốc nghĩa là từ cơ chế mà đảng cộng sản tạo ra cả về luật pháp và luật ngầm thì mới thấy được toàn cảnh bức tranh của nền kinh tế cũng như của xã hội việt nam qua đó mới thấy hết sự độc hại mà đảng đã tạo ra một chủ doanh nghiệp làm ăn trong sạch dù không vi phạm pháp luật nhưng vẫn phải chung chi cho chính quyền để không bị gây khó dễ không bị chèn ép vì đó là luật chơi chung do hệ thống của đảng tạo ra tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp tận dụng bản chất phàm ăn của chính quyền để hối lộ nhằm che lấp những việc làm ăn bất chính của họ nghĩa là làm doanh nghiệp trong xã hội Việt Nam thì gần như được đảng và chính quyền dẫn lối để làm bậy rồi. Huân chương lao động hàng ba do ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng Việt Á. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực cao nhất trong đảng của ông, cũng chính ông làm trưởng ban nhân sự tại hai kỳ đại hội và sắp sửa làm thêm một kỳ thứ ba. Nghĩa là những thanh củi gọc mà hiện nay đang trong lò của ông cũng chính là những con người được ông xét duyệt ngồi vào những vị trí ấy. Nếu nói Nguyễn Thanh Long là củi gọc thì đó cũng chỉ là củi nhánh. Cây củi gọc lớn nhất hiện nay chính là người đã tạo ra hàng loạt những cây củi khác. Không ai khác chính là Nguyễn Phú Trọng. Phan Quốc Việt là ai? Công ty Việt Á là ai? Mà có thể thao túng hầu hết mọi địa phương trên toàn quốc. Một mình Phan Quốc Việt không thể làm nổi. Phải có trùm cuối khác tác động lên hệ thống công quyền. Trong vụ này, ông Tổng Bí Thư chỉ là khui tới Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh mà riêng hai ông này thì không đủ để hỗ trợ Việt Á vương vòi bạch tuột đi khắp các tỉnh thành Vụ án này được cho là ông Trọng chặn đường đến trùm cuối Ông tạo ra củi rồi chính ông đốt củi Thêm một yếu tố mà ai cũng nhìn thấy Đó là việc Á của Phan Quốc Việt được ông Tổng Bí Thư Kim Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hàng ba Tấm huân chương này là một trong những lá bùa mà Phan Quốc Việt làm bậy từ đó, Việt Á trở thành doanh nghiệp được vua ban thưởng nên các quan bên dưới phải khấm núm phục vụ. Ở Việt Nam, thứ văn hóa thấp kém sợ uy quyền này vẫn tồn tại. Nó khiến cho người ta chỉ làm theo những chỉ thị từ bên trên một cách vô thức, bất kể đúng sai, thậm chí cấp dưới không dám làm đúng vì sợ trái ý cấp trên. Bài thơ 4 câu mà ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng cho Mường Thanh đã có giá trị như thế nào thì ai cũng rõ không một quan chức địa phương nào dám bắt ông Lê Thanh Thản tổng vào tù dù ông ta sai rành rành và đã bị truy tố ông trọng đốt lò thật mạnh nhưng kỳ thực chính ông trồng cây lấy củi để chính ông đem đốt vậy ông cũng vô can sao quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin trong rừng củi ông tổng là củi đại thụ Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d